Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 119. Ở bài tập số 5 sách giáo khoa trang 119, người ta yêu cầu chúng ta đó là: Phần A, hãy biết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hydro với hỗn hợp đồng 2 oxit và sắt 3 oxit ở nhiệt độ thích hợp. B, trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxy hóa, vì sao? C, nếu thu được 6 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,8 gam sắt, thì thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn khí hydro vừa đủ cần dùng để khử đồng 2 oxit và sắt 3 oxit là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta sẽ đi giải lần lượt từng phần của bài tập này. Đối với phần A, biết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hydro với hỗn hợp đồng 2 oxit và sắt 3 oxit ở nhiệt độ thích hợp, thì phải nhớ cho cô đó là khí hydro khi tác dụng với oxit sẽ tạo ra được kim loại và nước. Vậy nên dựa vào công thức này chúng ta có thể dễ dàng viết được phương trình phản ứng. Phần A. Phần A đó là, nhớ cho cô lại này, khí hydro khi tác dụng với oxit sẽ tạo ra kim loại và nước. Chúng ta sẽ có phương trình phản ứng phần A. Phương trình hóa học của phần A đó là đồng 2 oxit sẽ có công thức là CuO. Vậy nên chúng ta sẽ có CuO cộng với H2 để tạo ra kim loại, ở đây sẽ là đồng cộng với H2O. Và đây là phương trình số 1. Và phương trình số 2 đó là sắt 3 oxit. Sắt 3 oxit sẽ có công thức là Fe2O3. Fe2O3 cộng với H2 để tạo ra kim loại, ở đây là sắt cộng với nước. Đây là phương trình số 2. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần A của bài tập này. Và nhớ cho cô, hai phương trình này của chúng ta thì đều cần phải có điều kiện, đó là nhiệt độ cao. Rồi, và đến phần B, người ta yêu cầu chúng ta đó là trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxy hóa. Vậy thì để làm được bài này thì các bạn phải nhớ lại cho cô khái niệm thế nào được gọi là chất khử và thế nào được gọi là chất oxy hóa. Vậy thì để phân biệt được thế nào là chất khử, thế nào là chất oxy hóa thì chúng ta sẽ cùng mở lại cho cô kiến thức về phản ứng oxy hóa khử ở bài 32 sách giáo khoa trang 110. Ở bài 32 sách giáo khoa trang 110 đã chỉ rõ cho chúng ta ở mục ghi nhớ. Ghi nhớ số 1 đó là chất chiếm oxy của chất khác là chất khử và chất nhường oxy cho chất khác là chất oxy hóa. Vậy thì quay trở lại bài tập này, bài tập số 5. Khi nhìn vào phương trình thì chúng ta thấy rõ ràng chất khử là hydro, bởi vì hydro đã chiếm oxy của chất khác. Và chất oxy hóa ở đây đó là CuO và Fe2O3, do hai chất này đã nhường oxy cho chất khác, và cụ thể ở đây đó là nhường oxy cho hydro. Vậy thì chúng ta sẽ có phần B. Chất khử là hydro vì chiếm oxy của chất khác. Và thứ hai đó là chất oxy hóa. Là CuO và Fe2O3 vì đã nhường oxy cho chất khác. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần B. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành đến phần C. Ở phần C người ta hỏi chúng ta đó là nếu thu được 6 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,8 gam sắt, thì thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn khí hydro vừa đủ cần dùng để khử đồng 2 oxit và sắt 3 oxit là bao nhiêu? Vậy thì để giải quyết được phần C,
Việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là tính số mol của sắt và số mol của đồng. Vậy thì chúng ta sẽ tính số mol của sắt kiểu gì? Đó là khi người ta đã cho chúng ta khối lượng của sắt thì chúng ta sẽ tính ra được số mol của sắt. Và tính ra được số mol của sắt theo công thức. Đó là nếu như các bạn không nhớ công thức thì có thể mở lại cho cô bài 19 trong sách giáo khoa. Về chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất, mục 1 lớn chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất. Người ta đã cho chúng ta công thức tính số mol khi biết được khối lượng, đó là bằng m nhỏ chia m lớn, với m nhỏ là khối lượng và m lớn là phân tử khối hay là nguyên tử khối. Và sau khi chúng ta tính được số mol của sắt rồi thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của đồng. Với khối lượng của đồng thì sẽ bằng khối lượng của hỗn hợp trừ đi khối lượng của sắt. Sau đó chúng ta sẽ tính được số mol của đồng. Và dựa vào cái phương trình hóa học mà chúng ta đã viết ở phần A, tính toán số mol của hydro theo số mol của sắt và số mol của đồng. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau giải chi tiết bài tập này nhé. Đó là đối với phần C. Việc đầu tiên đó là phải tính số mol của sắt bằng công thức m nhỏ của Fe chia cho m lớn của Fe. M nhỏ Fe đã cho chúng ta đó là 2,8 gram, 2,8 chia cho 56 là khối lượng của sắt. Và 2,8 chia 56 kết quả sẽ ra được đó là 0,05. mol. Và việc thứ hai chúng ta phải tính đó là tính khối lượng của đồng. Thì khối lượng của đồng sẽ bằng khối lượng của hỗn hợp trừ đi khối lượng của sắt. Và khối lượng của hỗn hợp đầu bài cho đó là 6 gram. 6 trừ đi 2,8 kết quả sẽ bằng 3,2 gram. Và từ đây chúng ta sẽ tính được số mol của đồng dựa theo công thức giống như công thức của sắt. M nhỏ chia cho M lớn sẽ bằng 3,2 chia cho 64. Kết quả bằng 0,05 mol. Vậy là chúng ta đã tính được số mol của sắt và số mol của đồng. Vậy thì chúng ta sẽ tính được thể tích khí hydro cần dùng để khử CuO theo phương trình phản ứng 1. Đầu tiên chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng 1. Chúng ta đã có phương trình số 1. Và dựa theo phương trình số 1 thì chúng ta có thể thấy tỷ lệ theo phương trình. Theo phương trình tỷ lệ sẽ là 1 chia 1 chia 1 chia 1. Đơn vị ở đây là mol. Và theo đầu bài thì ở đầu bài chúng ta đã tính được số mol của đồng. Số mol của đồng ở đây sẽ là 0,05, đơn vị là mol. Từ đó chúng ta sẽ tính được số mol của hydro cũng là 0,05 mol. Và với phương trình số 2 đó là Fe2O3 cộng với H2 nhiệt độ để tạo ra Fe cộng H2O. Và tương tự như trên, theo phương trình chúng ta cũng có tỷ lệ đó là 1 chia 1 chia 1 và chia 1, số mol đơn vị là mol. Theo đầu bài thì chúng ta cũng tính được số mol của sắt là 0,05, đơn vị là mol. Và từ số mol của sắt chúng ta thấy đó là cứ 1 mol sắt thì sẽ dùng hết 1 mol hydro. Vậy nên sẽ tính được số mol hydro ở đây cũng là 0,05 mol. Rồi, và chúng ta sẽ tính được thể tích của khí hydro cần dùng cho phản ứng 1. Theo phương trình hóa học 1. Thì chúng ta sẽ có V hydro sẽ bằng
số mol của hydro nhân với 22,4. Và nếu như các bạn thắc mắc công thức này ở đâu thì các bạn có thể mở lại bài 19 để tham khảo về công thức này. Số mol hydro chúng ta vừa tính được ở phương trình 1 đó là 0,05 nhân 22,4 sẽ bằng 1,12 lít